Xin thưa thầy và tất cả các bạn Thì hôm nay mình xin làm một cái clip để giải thích về cái hình này Nó là một cái nephron schematic Là một cái dạng đồ nói về chức năng của nephron Thì mỗi cái quả thận đó, nó chứa khoảng 1 triệu nephron Là cái đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức năng của thận Để chúng ta hiểu rõ được cái hình này và chúng ta dễ tiếp cận nó Thì mình xin chia thành 3 phần Phần thứ nhất là nói về các cái chất gây co mạch và dạng mạch Phần thứ hai thì mình trình bày về cái cân bằng natri và phần thứ ba đó là cân bằng kali phần màu hồng này chính là cái tiểu động mạch đến đây là cuộn mao mạch cầu thận và đây là tiểu động mạch đi tiểu động mạch đi thì sau khi nó đi ra ngoài nó sẽ tạo thành một cái mạng lưới các cái mao mạch quanh ống thận mục đích là dinh dưỡng và tái hấp thu bài tiết một số chất cái phần màu xám chúng ta nhìn trên hình đó chính là các tế bào biểu mô ống thận thì nó có hai lớp màng màng ở phía bên lòng ống và lớp màng phía bên các cái cuộn mao mạch hoặc là dịch kẽ như vậy để giải quyết hình này đó thì trước tiên mình sẽ đi vào phần thứ nhất là các chất gây co mạch và dạng mạch nói về hệ thần kinh uh, giao cảm nó là một cái chất co mạch nó có cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi đều có sự phân bố hệ thần kinh giao cảm và được tác động thông qua thủ thể alpha 1 tuy nhiên là về số lượng và sự phân bố của thủ thể alpha 1 trên cái tiểu động mạch đến thì nó dày đặc hơn cho nên tác dụng co mạch của hệ thần kinh giao cảm lên tiểu động mạch đến thì nó nhiều hơn nó sẽ làm giảm lượng máu tới thận và sẽ làm giảm mức lọc cầu thận chất co mạch thứ hai đó là angiotensin 2 nó là một cái chất co mạch mạnh cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi Tuy nhiên trên tiểu động mạch đi nó nhạy cảm với angiotensin 2 hơn. Cho nên với một cái lượng thấp angiotensin 2 thì nó sẽ gây co mạch trên tiểu động mạch đi mạnh hơn, chẳng tới là làm tăng lưu lượng máu tới thận và làm tăng mức lọc cầu thận. Nhưng với một cái lượng angiotensin 2 mà nó cao thì nó sẽ co rất mạnh cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi với cái mức độ như nhau và đều làm giảm cái lượng máu tới thận và làm giảm cái mức lọc cầu thận. Khi chúng ta nhắc tới angiotensin 2, chúng ta không thể không nhắc tới cái phức hợp cận tiểu cầu. Phức hợp này cận, tiểu cầu đó là cái đoạn đầu của cái ống lượng xa mà nó tiếp xúc với tiểu cầu thận của cùng một cái nephron. Ở đó thì những cái con tế bào biểu mô ống thận á, thì nó phân bố dày đặc hơn. Cho nên được gọi là vết đặc, macular denser và những cái con tế bào cơ trơn của cái tiểu động mạch đến mà tiếp xúc với vết đặc này thì nó phình to ra và nó chứa các cái hạt đông đặc là tiền chất của renin không hoạt động được gọi là các tế bào cận tiểu cầu. Như vậy là những cái tế bào cận tiểu cầu và cái vết đặc nó sẽ tạo nên phức hợp cận tiểu cầu. Phức hợp này nó sẽ kích hoạt cái hệ thống renin angiotensin aldosterone, nó tạo ra angiotensin 2 là cái chất co mạch mạnh mà chúng ta vừa trình bày. Chất chắn mạch tiếp theo đó là ANP LNB và một số chất liên quan ví dụ là BNP. BNP thì được tiết ra từ tế bào tâm thất và tế bào não. Thì NB hay là BNP nó sẽ làm giãn cái động mạch đến và làm co tiểu động mạch đi. Nó sẽ giúp là tăng lưu lượng máu tới thận và làm tăng mức lọc cầu thận. Một số các cái chất mà dạng mạch khác ví dụ như là prostalandin và dopamine. Một số loại prostalandin như là prostalandin E2 hay là I2 nó được thận tiết ra tại chỗ mục đích nó làm giãn cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi đối với một người khi bị mất máu bị xuất huyết thì cơ thể sẽ đối phó lại cái tình trạng đó bằng cách là tăng hoạt động của hệ giao cảm và cái hệ renin angiotensin aldosterone kho mạch thận lại đồng thời ngay cái thời điểm đó thì prostaglandin cũng được bài tiết ra tại chỗ nhưng lại có cái tác động là trái ngược lại đó là giãn cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi chúng ta nghe qua có vẻ mâu thuẫn nhưng mà đây là cái tác dụng bảo vệ của prostaglandin nó đảm bảo cái lưu lượng máu tới thận nếu nếu không nó sẽ dẫn tới suy thận tiếp theo một chất dạng mạch nữa đó là dopamine dopamine là một cái tiền chất của norepinephrine và tác dụng của nó là theo liều ở đây chúng ta nói về liều thấp hay còn gọi là liều thận thì nó có tác dụng là làm giảm cái động mạch thận và dẫn tới là tăng cái lưu lượng máu tới thận và làm tăng mức lọc cầu thận phần tiếp theo để hiểu được trên cái hình này đó là cân bằng Natri. Natri thì được tái hấp thu khoảng 67% ở ống lượng gần, 25% là ở nhanh lên qua hành lê, 5% là ở đoạn đầu ống lượng xa và 3% trăm còn lại đó của ống lượng xa và ống góp như vậy chúng ta lần lượt đi theo thứ tự của từng cái ống thận để chúng ta giải thích hình này ở ống lượng gần natri được tái hấp thu 6-7%. chúng ta chia thành hai cái đoạn đó đoạn thứ nhất là đoạn đầu của ống lượng gần và đoạn thứ hai đó là đoạn cuối của ống lượng gần đối với đoạn đầu ống lượng gần natri nó chủ yếu được tái hấp thu cùng với anion HCO3 trừ ngoài ra nó kèm theo một số các cái chất tan hữu cơ như là gluco hay là amino acid kèm thêm cả phosphat, lactat và citrate Còn ở cái đoạn cuối ống lượng gần, natri được tái hấp thu chủ yếu với lại anion Cl- ở đoạn đầu ống lượng gần natri được tái hấp thu thông qua các cái đồng vận và đối vận đồng vận ở đây là natri gluco natri amino acid những cái đồng vận này mình thấy trên biểu đồ cái người vẽ đó người ta vẽ những hình tròn này là các cái đồng vận thứ cấp còn đây cái natri và h cộng là cái đối vận một natri được giữ lại đó thì một h cộng được đưa ra trong lòng ống thận và được ở thải ra ngoài như vậy là số lượng các cái đồng vận và đối vận này là nó có hạn. Điều đó giải thích tại sao, ví dụ như là một người mà bị tiểu đường chưa được điều trị đó thì cái nồng độ đường trong máu rất là cao. Sau khi nó được lọc qua nó tới cái đoạn đầu của ống lượng gần Nếu như mà nó trên nguyên ngưỡng tái hấp thu ống thận là 180 mg trên dl thì khi này glucose gluco nó sẽ không được tái hấp thu vì những cái đồng vận nằm trên màng tế bào này nó đã bị bảo hòa cho nên dẫn tới cái tình trạng là có gluco trong nước tiểu thì sau khi những cái chất này được đồng vận chung với lại natri đi vào trong tế bào biểu mô thì cái natri nó sẽ được điều hòa bằng cái bơm natri kali atp base còn những cái chất khác nó sẽ khuếch tán vào trong máu theo cái gradient nồng độ thông qua cái cơ chế là khuếch tán có trợ lực tiếp theo ông ta nói về cái cơ chế tái hấp thu hco 3 ở cái đoạn đầu của ống lượng gần trong cơ thể chúng ta nó đào thải CO2 thì sẽ được đào thải thông qua hệ hô hấp. Tuy nhiên khi chúng ta hoạt động, chúng ta chơi thể thao thì cái việc đào thải CO2 qua hô hấp nó không đủ nữa. Thì khi đó CO2 được đào thải qua ngã thận. Bằng cách là CO2 nó sẽ kết hợp với H2O thông qua cái men chuyển đó là carbonic anhydrase tạo thành axit H2CO3. Đây là một cái axit yếu nó sẽ phân ly thành HCO3- và H+. Thì H+ này nó sẽ trao đổi với lại natri, một natri đi vào thì một H+ đi ra. H cộng đi vào trong lòng ống kết hợp với HCO3 trừ trong cái dịch mà được lọc đây cũng tạo thành H2CO3 tạo thành CO2 và và nước CO2 lại tiếp tục thấm vào trong tế bào biểu mô và theo cái chu trình này để tạo ra H cộng trao đổi với natri tiếp tục như vậy thì H cộng sẽ dùng để trao đổi với natri còn HCO3 trừ được tạo ra trong tế bào biểu mô nó sẽ tái hấp thu thông qua cái cơ chế đó là khuếch tán có trợ lực như vậy sau khi cái quá trình hoàn thành thì 100% gluco và amino acid nó sẽ được tái hấp thu trở lại. Hầu hết phosphat hay là lactat citrate cũng được tái hấp thu và ở đây có 85% HCO3 trừ được tái hấp thu. Ở đây chúng ta nói thêm về cái thuốc lợi tiểu mà ức chế men chuyển. Thì thuốc lợi tiểu này mục đích nó sẽ ức chế cái men carbonic anhydrase nó không cho H2CO3 này phân tách thành CO2 cộng với nước thì do đó có tác dụng lợi tiểu thì một lượng HCO3 trừ với lại natri nó sẽ bị đào thải ra ngoài. Tiếp theo ở đoạn cuối của ống lượng gần, natri được tái hấp thu chủ yếu với anion Cl- thông qua hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là xuyên qua cái tế bào biểu mô. Cơ chế thứ hai đó là thông qua các cái khoảng hở giữa các tế bào biểu mô. Cơ chế thứ nhất là thông qua tế bào đó. Thì ở đây có hai cái đối vận. Đối vận thứ nhất là natri và H+, -cộng. đối vận thứ hai là Cl- và phọc mát. Như vậy sau khi natri và Cl- được đưa vào trong tế bào biểu mô, lượng natri sẽ được điều hòa thông qua cái bơm natri kali và Cl- sẽ được tái hấp thu thông qua cái kênh Cl- ở đây uh, giữa các cái tế bào biểu mô với nhau nó có những cái khoảng hở và bình thường nó sẽ có những cái liên kết bịt. Thì đối với những cái liên kết bịt này nó có tính thấm đối với một số các cái ion các các cái chất tan mà nó nhỏ. Ví dụ như là Cl- thì Cl- được tái hấp thu qua liên kết bịt này. Nó làm cho cái điện thế ở trong cái lòng ống lúc này nó hơi dương nó sẽ kích thích cái chuyện mà tái hấp thu natri đi kèm. Bây giờ ở cái nhanh lên qua Henle thì natri được tái hấp thu là 25%. Ở đây nó sẽ có cái đồng vận ba ion natri, kali và 2 Cl trừ. Natri sẽ được điều hòa thông qua cái bơm natri và kali, còn Cl trừ và kali đó nó sẽ khuếch tán thông qua cái kênh Cl trừ và K cộng. Tuy nhiên chúng ta thấy ở đây nó có một lượng kali nó được khuếch tán ngược lại vào trong lòng ống. Mục đích của nó là làm cho cái điện thế ở trong lòng ống nó dương hơn. Nó sẽ kích thích cái chuyện tái hấp thu hai cái ion dương khác đó là canxi và magie tuy nhiên trong hình này thì người ta không có đề cập nên mình cũng không có nói tới đối với nhanh lên dày của qua ta có ba cái chấm đầu dòng đó là low depend rồi là water impermeable và là dilute thứ nhất low dependent là cơ chế phụ thuộc tải tức là phụ thuộc vào cái nồng độ mà natri đi tới cái nhanh lên dày của qua hành nó càng cao thì cái tính tái hấp thu natri ở đây nó càng mạnh cho nên giải thích tại sao mà cái tác dụng lợi tiểu của cái thuốc mà ức chế men chuyển này nó không mạnh như chúng ta expect Lợi tiểu này ức chế men chuyển đó, nó sẽ làm cái dịch mà khi mà đi tới nhanh lên dày qua hành lê đó, thì cái nồng độ natri nó cao, do cơ chế là low dependent thì nó làm tăng tái hấp thu natri, do đó cái tác dụng lợi tiểu nó cũng không có mạnh. Tiếp theo là cái nhanh lên mỏng cũng như nhanh lên dày qua Hen lê là nó không có tính thấm với nước, tức là nước nó sẽ bị giữ lại trong cái lòng ống, còn các chất tan thì được tăng tái hấp thu do đó nó sẽ làm cho cái dịch trong lòng ống này nó nhược trương hơn và cái đoạn này người ta cũng gọi nó là cái dilute segment tức là cái đoạn mà pha loãng nước tiểu và cái ba cái tính chất này nó vẫn kéo dài cho tới cái đoạn đầu của ống lượng xa thì cái nước tiểu mà trong cái nhành lên dày của anh Lê nó đã bị pha loãng rồi nó đã nhược trương rồi thì khi lên tới đoạn đầu của ống lượng xa nó còn loạn hơn nữa và nhược trương hơn nữa ở đoạn đầu ống lượng xa thì cái cơ chế ta hấp thu natri ấy, nó khác ở cái đoạn lên dài qua Henle ở đây nó có cái đồng vận nhưng mà chỉ có hai ion thôi đó là natri và ion Cl trừ sau khi được đưa vào trong tế bào biểu mô thì natri được ta hấp thu cũng thông qua cái bơm natri kali còn Cl trừ thì thoát tán qua van Cl trừ ở đây mình nói thêm về thuốc lợi tiểu thứ nhất là về thuốc lợi tiểu quai nó sẽ tác động lên ở cái đoạn nhanh lên quai Henle, lê ức chế cái đồng vận ba cái ion natri kali cl trừ ví dụ như furosemide đó là một cái axit hữu cơ nó bám vào cái diện bám của cl trừ và nó ức chế cái đồng vận này còn đối với thi axit cũng tương tự như là furosemide nó cũng là một cái axit hữu cơ và nó cũng bám vào diện bám của cl trừ trên cái đồng vận natri và cl trừ nó cũng block cái đồng vận này do đó natri không được tái hấp thu có tác dụng lợi tiểu như vậy nó chỉ còn lại 3% natri sẽ được tái hấp thu ở cái đoạn cuối ống lượng xa và cái ống góp. Ở đây đoạn cuối ống lượng xa và ống góp nó chỉ ta chia thành hai cái nhóm tế bào, tế bào alpha intercalated và nhóm tế bào là principal. Thứ hai, có tính không thấm với nước khi mà không có mặt ADH và nó thấm với nước khi có mặt ADH. Nhiệm vụ của tế bào alpha intercalated thì nó sẽ tăng tái hấp thu kali và bài xuất H cộng. Còn tế bào principal đó nó sẽ tăng bài tiết kali và tăng tái hấp thu natri. Ở đây natri được tái hấp thu đi vào tế bào biểu mô thì nó khác những cái đoạn ống thận khác, nhờ cái sự chênh lệch gradient nồng độ nó đi theo cái cân natri thôi để nó đi vào tế bào biểu mô và nó được điều hòa bởi cái bơm natri kali. Như vậy chúng ta thấy ở đây đó, càng nhiều natri được tái hấp thu thì càng nhiều kali được bài tiết vào trong tế bào biểu mô thì nồng độ kali nó càng nhiều đó thì nó sẽ theo cái canh kali được bài tiết vào bên trong lòng ống và bài xuất ra ngoài ở đây nó có cái sự tác động của cái hormone anosterone anosterone là một cái hormone steroid được tiết ra từ cái vùng vỏ tuyến thượng thận nó theo cái tuần hoàn nó tới đây nó tới tế bào biểu mô nó đi vào trong tế bào biểu mô vì nó là một cái hormone steroid cho nên nó sẽ tác động, nó sẽ đi thẳng vào trong nhân của tế bào biểu mô ống thận. Tại đây nó tổng hợp nên ARN thông tin và tổng hợp các protein cần thiết cho cái chuyện là tăng tái hấp thu natri, các cái bơm, các cái kênh. Thì những cái thuốc lợi tiểu tác dụng ở cái đoạn này người ta gọi là thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali. Trong cái nhóm thuốc lợi tiểu kali này nó có các cái thuốc ví dụ như là spironolactone amylorid hay là triamterene thì đối với spironolactone nó sẽ ức chế cái quá trình mà andosterone nó đi vào trong nhân di chuyển vào trong nhân tế bào để tổng hợp đến các protein giúp cho cái chuyện mà tăng tái hấp thu natri amylorid hay là triamterene ức chế các cái canh, các protein đã được tổng hợp ra rồi nó ức chế cái sự hoạt động của những cái protein đó tuy nhiên á, tác dụng lợi tiểu ở cái đoạn này nó rất là thấp vì chỉ có là ba phần trăm natri còn lại được tái hấp thu thôi cái ý nghĩa chính của cái thuốc này đó mà là giúp để tiết kiệm kali vì furosemide hay là thuốc lợi tiểu thiazid thì tác dụng phụ của nó là làm hạ kali máu do đó người ta thường xài chung với một cái nhóm thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali làm giảm bớt cái tác dụng phụ này cái đoạn cuối của ống lượng xa cũng như là ống góp không có tính thấm dưới nước khi không có mặt ADH và có tính thấm dưới nước khi có ADH thì ADH là một cái hormone của thì sau tiếng yên nó cũng theo tuần hoàn để nó tới nó tác động lên tế bào biểu mô ống thận cái diện mà tác động của ADH là nó tác động ở màn đáy bên thì khi tới đây nó gắn vào receptor nó sẽ hoạt hóa cái adenine cyclase và nó sẽ convert cái ATP thành ra AMP vòng là chất chuyển đến thứ hai tiếp theo nó sẽ hoạt hóa protein kinase A và các cái quá trình phosphorin nó sẽ làm biến đổi một số cái cấu trúc bên trong bào tương của tế bào biểu mô cụ thể ở đây là các cái túi cái túi này bên trong nó chứa các cái kênh dẫn nước sau khi có trình phosphorin xảy ra đó các cái túi này nó sẽ dạng ra và nó di chuyển về phía bên cái, cái màng tế bào biểu mô ở phía lòng ống và nó hòa màng vào đây nó tạo thành các cái kênh dẫn nước rất là rộng do đó nó làm tăng tính thấm của nước còn khi mà cái ADH nó không có tác dụng đó thì những cái kênh này nó sẽ được gói lại nó tạo thành các cái túi này trở lại nó không hòa màng nữa do đó nó không có tính thấm đối với nước và những cái kênh này người ta gọi tên nó là aquaporin 2 phần cuối cùng đó là cân bằng kali Tương tự natri ở cái đoạn ống lượng gần thì nó cũng được tái hấp thu là khoảng 67%. Ở cái nhành lên qua Han lê thì kali được tái hấp thu là 20% và cái phần còn lại của kali nó sẽ được điều chỉnh ở cái đoạn cuối của ống lượng xa và ống góp cho nên ở đây người ta mới ghi là fine tuning size tức là cái nơi này nó điều chỉnh cái lượng bài xuất kali mình xin tập trung vào cái phần này thôi còn 67 trăm kali cũng như là 20 được tái hấp thu ở đoạn đầu của ống ống thận đó thì mình xin không bàn tới thì kali chúng ta biết là một cái ion chính nằm trong cái dịch nội bào tới 98 phần trăm là đã nằm trong dịch nội bào chỉ có 2 phần trăm còn lại là nằm ở dịch ngoại bào thì đối với chức năng của nephron đó là nó làm sao đó để đảm bảo được cái lượng kali mà được bài xuất ra phải bằng với cái lượng kali nhập vào để nó giữ được cái cân bằng kali trong cơ thể cho nên một cái người á, mà có cái khẩu phần ăn mà thấp kali thì khi mà tới cái đoạn này đó nó sẽ tăng tái hấp thu kali giảm bài xuất còn mà một cái khẩu phần ăn mà nhiều kali đó thì tới đây nó sẽ tăng bài tiết và làm giảm hấp thu khi mà cái lượng kali nó thấp đó, tăng tái hấp thu đó là nhiệm vụ của thằng alpha intercalated khi mà cái nồng độ kali nó cao tế bào principal nó sẽ làm việc nó tăng bài tiết kali cái tế bào alpha intercalated nó tăng tái hấp thu kali như thế nào thì ở phía bên cái màng phía lòng ống thì nó có cái đối vận đó là h cộng và k cộng một h cộng đi ra nó sẽ trao đổi với một k cộng đi vào như vậy h cộng ở đâu ra để có thể trao đổi với kali thông qua cái đối vận này thì cũng là từ co2 thôi co2 trong tế bào biểu mô nó cũng cộng với nước qua cái men chuyển carbonic anhydra sẽ tạo thành h2co3 tạo thành phân ly thành hco3 trừ và h cộng chính cái lượng h cộng này thì nó dùng để nó trao đổi với lại kali còn nữa cái HCO3 trừ này sẽ được tái hấp thu và kali khi đưa vào đây thì theo gradient nồng độ nó được tái hấp thu lại qua cái cơ chế khuếch tán qua cái kênh kali ở đây mình nói thêm một phần nhỏ nữa đó là phần bài xuất h cộng và ở đây ta có là h 2 po 4 trừ rồi nh bốn cộng khi h cộng được bài tiết vào trong lòng ống thận thì nó được bài xuất ra ngoài không phải nó đi một mình nó mà nó sẽ kết hợp với những cái hệ điểm ở đây có hai hệ điểm đó là phốt phát và hệ điểm amoni Hệ điểm phúc phát đó là PO4 3 trừ đó nó sẽ cộng với H cộng để nó tạo thành cái thằng là H2 PO4 trừ và sau đó sẽ được bài xuất ra ngoài còn NH3 nó là một cái chất mà tan trong lipid cho nên từ máu nó nó sẽ tự do đi vào được trong tế bào biểu mô sau khi nó đi qua cái lớp màng ở phía lòng ống này nó đi vào trong lòng ống nó sẽ kết hợp với lại H cộng nó tạo thành cái ion amoni NH4 cộng và nó sẽ được đào thải ra ngoài như vậy là thông qua ba phần phần thứ nhất là các chất co mạch và dạng mạch phần thứ hai là cân bằng natri và phần thứ ba đó là cân bằng kali thì chúng ta đã giải quyết được cái dạng đồ này dạng đồ về chức năng của nephron